À, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách mình trồng hành lá ở trong nhà nha các bạn. Tại bây giờ bên này là cũng mùa đông á, cho nên mình trồng chậu hành nhỏ nhỏ mình để trong nhà. Mình còn nè, mình cắt mình nấu cũng được, rất là dễ các bạn ơi. Đây là mình chuẩn bị một cái chậu đất á, mình cho nước nhiều nhiều cho nó xốp cái đất. Rồi cái này là hành đấy các bạn, mình mua về xong rồi mình cắt đó, hành lá mình mua về mình cắt một khúc, mình chừa một khúc dài vậy các bạn à. Mình để luôn cái rễ nha. Thì bây giờ mình sẽ cho nó vô cái chậu đất rồi mình trồng nè các bạn. Cho cái lỗ. Cho cái lỗ mình gắm nó xuống. Gắm xuống mình chừa ra một khúc thôi nha các bạn. Đó, mình chừa ra một khúc. Để đừng cho nó ngập đất nha. Cái này mình trồng ở trong nhà luôn. How are you? Yeah, wait one minute, please. Mình chọt cái lỗ mình để nó xuống đi. Thêm một cây chỗ đây nữa. Rồi mình đợi cho mấy ngày sau này cần cái hành nó phát triển để các bạn xem nha. Bây giờ mình mang về mình để gần lại cho cái cửa sổ nha các bạn. Đó. Bây giờ mình đem nó đây mình để gần cái cửa sổ nè các bạn. Thì đây là một cái chậu nè, một cái chậu hành nè. Mình cũng trồng khoảng 2 tuần nay rồi đó. Mình cũng cắt bớt mấy cái cọng nó cao lên, mình cắt bớt mấy cái cọng mình ăn rồi các bạn. Nên nó tiếp tục nó lên nữa nè. Thấy không? Đó. Thì đó, bữa nay đó mình xin các bạn ấy, trồng thêm một cái chậu nữa nè. Mùa đông đó, mình trồng hai cái chậu hành trong nhà là mình đủ mình ăn nha các bạn.